Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Dân mạng Việt phản ứng trái chiều khi kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi bị netizen Trung tố đạo nhái kênh Lý Tử Thất. Không chỉ ở Weibo Trung Quốc mà nghi vấn Bếp Trên Đỉnh Đồi sao chép video của Lý Tử Thất cũng đang là chủ đề bàn tán xôn xao ở Việt Nam. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc là vụ việc kênh YouTube ẩm thực Bếp Trên Đỉnh Đồi của Việt Nam bị tố đạo nhái các video của Lý Tử Thất, blogger nổi tiếng hàng đầu xứ Trung. Cụ thể, có hẳn một video phân tích những điểm trùng hợp của hai YouTuber cũng đang lọt top trên Weibo, thu hút nhiều lượt xem và bình luận tranh cãi nhất. Một số hình ảnh cho rằng nhiều góc quay, cách dựng ánh sáng nội dung v.v. đến cả cách chế biến món ăn của Bếp Trên Đỉnh Đồi cũng vay mượn từ video của Lý Tử Thất. Không chỉ gây xôn xao từ Trung Quốc mà vụ việc này cũng đã thu hút sự tranh cãi của cộng đồng mạng Việt Nam. Sau khi các diễn đàn và fanpage Việt chia sẻ lại thông tin, các comment lổ ra với nhiều luồng ý kiến trái chiều, không ít người đưa ra bình luận phê phán YouTuber của Việt Nam. Cụ thể như sau, Đặng Thị Việt Hà viết: lần đầu tiên xem đã thấy giống Lý Tử Thất rồi, tôi xem thêm vài video nữa thì khẳng định luôn là giống. Bắt chước góc quay, edit video, cách ăn mặc cũng cố làm giống luôn. Cha Hương: thứ một, đã sai thì phải nhận chứ, đâu thể vì bạn kia là người Việt Nam nên phải bênh. Chuyện nào ra chuyện đấy. Thứ hai, người Trung dùng YouTube, Facebook, v.v. nhan nhản ra chẳng qua các bạn không biết, chỉ là họ không thường xuyên dùng vì bạn bè, người thân của họ dùng các app của Trung rồi. Lâu lâu họ mới lượn lên Facebook, YouTube thôi, chưa tính người Trung Quốc ở nước ngoài nữa, họ vào YouTube vô tư thôi. Chia sẻ của bạn Trâm Bạch: vào channel bạn này coi mà thấy tiếc, với kỹ thuật quay phim, không gian, địa điểm, khả năng của bạn ấy, vốn liếng văn hóa và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam mình, bạn ấy thừa sức làm ra được những video chất lượng, không dám nói là sẽ hơn Lý Tử Thất, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có hiệu quả về hình ảnh, miễn là có cái chất riêng của bạn ấy. Còn như hiện tại rõ là sao chép rồi, không bênh lỗi, cũng không lỡ ghét vì rõ video nào cũng đầu tư, nhưng mà tiếc quá. Nguyễn Hòa: nói thật là người Việt mình thừa giỏi để làm những điều mới lạ, nhưng không hiểu sao những người cũng khá giỏi giang ấy lại không chịu tìm tòi cho mình một lối đi khác người ta. Ngược lại, một số người lên tiếng bênh vực chủ kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi hoặc ở phe trung lập cho rằng việc giống nhau có thể từ ý hâm mộ, tham khảo, mục đích và cách xây dựng kênh của hai người cũng khác nhau, nên việc lên án là quá nặng lề. Trích một số bình luận như sau. E Đặng Nguyễn: các chủ kênh chủ yếu để người xem giải trí thôi mà gì phải căng thế. Nguyễn Thị Trúc Phương: ví dụ như chị Việt Nam hâm mộ Lý Tử Thất thì làm có nét giống nhau không được sao? Hằng Hà kênh làm về chủ đề y nhau đó thôi. Nhung Lê: kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi nấu đồ chay rồi đem phát cho mấy đứa nhỏ ở vùng núi ăn cùng, bên Lý Tử Thất đồ mặn với lại cảnh quay với bà mà. Hiện tại vụ việc vẫn đang thu hút các tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Chủ nhân kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi đã khóa Facebook cá nhân, fanpage trước làn sóng tranh cãi và tạm thời quyết định im lặng và không lên tiếng về vấn đề trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.